nay đến cuối năm, vừa là dịp Tết Nguyên Đán, vừa là thời điểm cả nước bắt đầu đưa các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường. Bởi vậy, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng như nhu cầu nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh đều tăng cao. Ban chỉ đạo 389 quốc gia dự báo, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm sẽ còn diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng đầu năm 2021, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp ở một số tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Nổi lên một số hoạt động như sản xuất, buôn bán các sản phẩm thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, buôn bán hàng nhập lậu và sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, buôn bán, vận chuyển một số mặt hàng cấm qua biên giới. 9 tháng đầu năm, các lực lượng đã xử lý trên 100.000 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng và khởi tố hơn 1.600 vụ vi phạm, truy cứu trách nhiệm hình sự gần 2.200 đối tượng. Quý tư năm 2021, Ban chỉ đạo 389 quốc gia lưu ý việc nắm chắc tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, đề ra nhiều giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, ngăn chặn, triệt phá các vụ vi phạm.